Vâng, em xin chào toàn thể quý vị cô bác anh chị. Như thường lệ, trong video buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5, cửa hàng em lại tiếp tục làm video. Xin được gửi đến tất cả quý vị cô bác anh chị hai chiếc quạt. Một là chiếc quạt Genizan, đấy, con lửng, hai đồng hồ đấy. Và một chiếc quạt Mitsubishi bầu warm tem đồng, cánh đục, chóp tên lửa. Dòng này dòng 3 số bác nhé. Đấy. Và sau đây em xin đi vào chi tiết từng chiếc quạt một. Em thứ nhất là một chiếc Genizan. Đấy, em này có sải cánh 30, lồng trước là lồng trước lồng sau đều là lồng si. Đấy. Cánh ốc chí này. Đấy. Cánh ốc chí luôn này, cánh ấn chí này. Đấy, dòng này là dòng cánh của cánh vương miện ấy. Đấy. Hình thức thì còn rất đẹp. Đấy. Bầu nhựa tốt đăng cáp. Đấy. Em này thì có cả chỉnh góc nữa các bác này. Em này thì có chế chỉnh góc độ là 50, 70 và 100. Đấy. Dây thì cũng còn rất là mềm. Có chỗ thì nó cũng hơi ngả vàng. Đấy, em vệ sinh cũng chỉ qua loa, em chưa vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Khi nào bác nào chốt thì em sẽ lại vệ sinh kỹ lại một lần nữa. Đấy, em cũng nói luôn là như thế, chứ không bây giờ em có làm sạch rồi đến ngày mai kia bác mới chốt thì lại bẩn, em lại một lần nữa vệ sinh. Em đã kiểm tra mọi chức năng và tra dầu mỡ. Đấy. Một chiếc quạt Genizan thì em này có thể cánh 30 này, lồng trước thì cũng lồng trước lồng mạ bác ạ, xin lỗi các bác nhé, trước lồng mạ nhé. Đấy, em vệ sinh nhưng trước, để lồng sau thì lồng si thì cũng rất đẹp này. Bầu đẹp này, có cánh, em bao có cánh nành này. Đấy, điện 100V. Đấy, em này có cả chế độ sương ngủ nữa, chế độ sương ngủ thì không có chế độ đèn, mai em đấu đèn vào thì chắc là nó sáng. Em này thì có 4 phím, 3 chế độ gió, 5 phím, 4 chế độ gió, có chế độ sương ngủ bác nhé. Chế độ sương ngủ này thì lúc vừa nó bị cháy đèn nên là giờ nó không quay nữa. Tí nữa em đấu đèn khác vào thì nó ok, vì nó là đèn ngủ nó là cháy đèn thì là nó cũng không quay nữa, số 1 nữa, sương ngủ nữa. Đây, em này thì có hai đồng hồ, một đồng hồ hẹn giờ 60 phút và một đồng hồ tốt đăng cáp góc chỉnh 90. Đấy. Mặt vân gỗ rất đẹp luôn này. Khai đựng dây này. Đấy. Hai đồng hồ bố trí rất cân đối, còn rất là sáng. Đấy, các phím cũng rất là đẹp. Mặt vân gỗ ok luôn này. Đấy. Đấy, ổ chân cũng đẹp này. Đế đẹp luôn này. Đấy. Em này thì bị cháy mất cái đèn này. Đèn của số ngủ nhé các bác nhé. Đấy. Thì về cái số này là giờ hiện tại đang đèn đang cháy này. Đấy, em test luôn số 1 này và đồng thời bật túp năng này. Dòng này chạy thì nói cho chất gió rất ok. Đấy. Số 1 thì là số nó rất là nhẹ nhàng. Em chuyển sang chế độ số 3. Chạy êm các bác ạ, gió này gió cánh này cánh của dòng gánh vương miện nên là chạy rất êm. Đấy, hình thức này, mặt vân gỗ này sơn xiếc gần như là rất ít điểm trừ. Đấy. Nhìn trông rất là khỏe các bạn. Đấy, hình thức thì còn là tương đối. Dây dợ mềm.
mặt vân gỗ, bác nhìn em quay xa cho các bác xem nhé. Đấy, nhìn rất ok các bạn. Một chiếc quạt Genazan, hai đồng hồ, 4 chế độ gió, có cả chế độ số ngủ và đèn ngủ. Đấy. Cánh cổ lành. Đấy, điện 100V. Và em xin phép được báo giá công khai, em này em bán với giá là 2.800.000 bác nhé. Đấy, một chiếc quạt sắt hết bác nhé. Đây này, cụ sắt này, mỗi bầu nhựa thôi. Đế sắt này. Đấy. Đế sắt luôn này. Đấy. Đồng rất trông rất là độc dị. Bầu rất đẹp. Cánh dòng La Vương. Đấy, cánh cổ lành. Cánh gọi là ốc dạng ốc chí. Đấy, hình thức còn là tương đối, em này gần như là không có một điểm gì trừ cả. Chỉ có điểm trừ của thời gian thôi. Đấy, còn cái đèn này tí nữa em sẽ đấu cho nó không, lúc ấy nó có lên, giờ nó thì nó không lên. Thôi em chốt cái rồi, anh em lại dừng lại video. 2.800.000 cho một chiếc quạt Genazan, hai đồng hồ, mặt vân gỗ này, mặt vân gỗ đẹp như mới luôn các bác này. Đấy. Đẹp luôn này. Đấy. Em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai. Một chiếc quạt Mitsubishi, một chiếc quạt bàn. Đấy, em này có sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều là lồng sơn. Cánh chóp tên lửa, cánh rất đẹp. Đấy. Cánh nành. Dòng này thì cổ em không cần phải bao nữa vì cổ dòng này thì không thể gãy được. Đấy, cánh. Cánh đây em xoay đấy, cánh ốc chí. Chóp tên lửa. Đấy. Dòng này dòng 3 số nhé. Đây. 3 số này. Đấy. Còn tương đối đẹp. Đây tem đồng đây. Đấy, tem đây. Dây dợ vẫn còn nguyên zin theo quạt nhé. Đồng trước thì nó cũng có một vài điểm nó han han đây. Đây. Màu nhìn rất là sáng. Đấy. Sải cánh 30, logo rất rất sáng, rất đẹp luôn này các bác này. Đấy. Viền đẹp luôn này. Có dây bên này thì nó cũng hơi ngả vàng một chút. Đấy. Còn một vài điểm xước thì thật sự các bác là không thể tránh được. Đấy. Đây, cổ kiếp này. Xước nhỏ nhỏ này. Em bao mọi chức năng hoạt động bình thường, cánh cổ này. Em quay luôn cho các bác xem, chạy rất êm luôn nhé. Em mặt cho nó mát, oai lắm. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường, cổ cánh này. Đấy, hai chiếc quạt luôn, bao cho các bác xem luôn nhé. Em quay cái quạt cho oi, trời này nó sắp mưa, nó rất là oi. Em bật cái quạt lên cho nó. Em mang bao mọi thứ hoạt động bình thường. Đấy. Cánh cổ lành. Điện 100V. Em tắt đi em đây, số số 3 này. Đó, rất mạnh luôn các bác này. Và em xin phép được trình bày một chiếc quạt Mitsubishi sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều là lồng sơn, bầu vuông tem đồng, cánh đục 3 số, cánh chóp tên lửa. Đây, cho các bác nhìn luôn cho đẹp luôn này. Cánh đục nhìn rất đẹp, ok luôn các bác nhé. Phần đế chân em cũng có tỉa qua một chút cho nó nhẵn nhụi theo cái quạt. Đấy. Một chút xíu bác nhé.
Thì em xin phép được báo giá công khai. Em này em bán với giá là 3.800.000 cho một chiếc quạt Mitsubishi. Đấy, sải cánh 30. Hình thức còn tương đối đẹp. Đấy, điện 100V. Đấy. Và ngoài chiếc quạt, hai chiếc quạt này ra thì em còn rất nhiều những chiếc quạt khác. Bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Và cũng số này là số duy nhất của em là chốt đơn các bác nhé. Đấy, một số điện thoại duy nhất, không có số thứ hai. Hay mong các bác nào mà có số khác điện vào thì các bác cũng phải hết sức cảnh giác. Mình tránh tình trạng là lợi dụng những hình ảnh của cửa hàng rồi mang đi bán những cái hình ảnh, rồi xong là các bác lại bị người khác, người ta lợi dụng, sẽ ảnh hưởng đến cả các bác và ảnh hưởng đến cả đến cửa hàng. Thì là một số điện thoại duy nhất là 0969 135 686 và địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy. Thì bác nào xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Bác nào đăng ký kênh rồi thì cho em xin một nút chia sẻ và một nút chuông ở phía trái màn hình. Đấy, để mỗi khi em phát video các bác sẽ nhận được cái thông báo đầu tiên. Và video buổi chiều tối ngày hôm nay em xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Và xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn các bác, các cô chú, anh chị vào những video sau.